Dạ, tôi xin mến chào quý chú chị và bà con cô bác ở xa. Thì đặc biệt hôm nay thì Cương cũng tiếp tục lại chỗ bảo tàng Côn Đảo. Hôm nay thì Cường đến đây để review cho quý anh chị cùng xem, cũng như nơi đây có những gì. Thì có thể là năm rồi như Cường có đi thì nơi đây cũng để được lưu trữ lại những vật kỷ niệm ngày xưa, cũng như do cái chiến tranh trở lại và những các anh hùng liệt sĩ di tích, để cũng như lưu lại những cái vật kỷ niệm. Theo quý anh chị thì bây giờ phía trước thì người em Trịnh Đức Minh đến đây cũng để mua vé vào. Đây thì bây giờ mình tiến hành về phía bên trong để tham quan ha cả nhà. Đây thì mình bước về phía bên trong, ngay bên trái màn hình này có một cái xe ngựa rất là đẹp ha. Thì trên đây là cái chỗ khu phía bên trong mình tham quan hết cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà vào xem bên trong sẽ có những gì ha. Đây là lần thứ mấy anh đi qua đây vậy anh? Lần thứ hai. Lần này anh tay bắt đẹp. Đúng rồi. Đây giờ mình đang kiểm tra vé ha. Đây vô phía bên trong này mình thấy được một cái ngôi nhà tròn rất đẹp ha quý anh chị. Đó. Bên đây nè, đây là phía bắt đầu mình sẽ tiến hành phía bên trong ha quý anh chị và bà con cô bác. Đây là chiếc xe lửa, đây là mình nghĩ là cái phần bánh xe ở dưới cái đường gầy xe lửa ha cả nhà. Đó. Bên đây là giờ được cất giữ gắn nhiều những cái kỷ vật ngày xưa ha quý gia đình. Đó, thấy không gia đình, thấy không? Rất là nhiều luôn. Ở bên trong có những hình ảnh nè. Đây là hình ảnh những người tù nhân được đục đá, là do người ta vẽ lại minh họa để tự nhớ lại cái cảnh ngày xưa ha quý anh chị. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đợi phần thuyết trình viên đó, thì chút xíu người ta sẽ vào nha cả nhà. Thì mình đợi chút xíu cho đủ số lượng giao với đặt đôi bước vào cái bên trong tham quan cả nhà. Đây là những cái viên đá mà được khắc những cái dãy số ha, rất là rõ ràng. Thì mỗi một viên đá thì cũng có rất nhiều là cái viên đá này. Thì mình có thể cái này là không biết là cái gì ha, có thể là mình nghĩ là do đây là những cái số tù nhân ha cả nhà. Thì bây giờ mình cũng mời cả nhà vô tham gia trong ha. Đây thì ở đây là cái tem đi nè cả nhà. Đây là những cái đồ ngày xưa ha, thì ở bên trong bảo tàng tại Côn Đảo đã được lưu trữ lại. Thì phía bên đây là cái màn tàn ủi nha cả nhà. Còn bên đây là cái máy máy là máy mà đánh nhân bản này cả nhà. Côn Đảo nhà tù Hồng Tăng luôn. Đúng không? Chiều máy đánh nhân bản ngày xưa đó cả nhà. Thì đây là cái lò xo ha cả nhà. Đó, bình trà đó, đó. Thì ở đây là những cái sản phẩm mà ngày xưa để người ta trà gạo mà xây bột hay cả nhà. Đó. Mỗi cái cối này chắc cũng nghĩ rất là lâu đời luôn. Đó, người ta còn giữ lại. Thì bên trong nó cũng rất nhiều cái đồ cổ để lại kìa, thấy không? Đó. Đây là những cái bằng bào dưới cây cưa cả nhà. Thì cả nhà cố gắng đợi chút xíu Cường đó, thì bên trong đợi người ta dẫn mình đi và người ta thuyết trình như thế nào đó đi để mình hiểu được hơn. Thưa quý đoàn, mình thì bảo tàng Côn Đảo hoàn thành năm 2010 nhân kỷ niệm 1500 năm. Hiện nay thì mình đang trưng bày lưu giữ một số hiện vật quý giá lịch sử của đảo.
và trưng bày gồm 4 chủ đề chính và một gian kiến trúc cái gì đang thực hiện đây. Gian kiến trúc là cung tường bằng là chất liệu inox cao 6m thể hiện khí phách uy nga người chiến sĩ cộng sản với cánh tay vươn lên khá cao sừng sững cả những biểu tượng cánh chim hòa bình. Và phía đằng sau là những mảng tường đá đan xen lẫn nhau khiến trên những tấm chỉ số người tù liên quan nhiều thế hệ nhà của quân đảo. Và lời xin kính mời vào mình tham quan chủ đề thứ nhất đó là Côn Đảo thiên nhiên con người và cái gì đã xuất hiện. Các bạn đến cái vị trí địa lý quần đảo Côn Đảo thì Côn Đảo bao gồm hệ thống là 16 hòn đảo lớn nhỏ nằm quây quần với nhau với tổng diện tích toàn quần đảo là 76 km². Cái khoảng cách mình tính theo đường biển từ Côn Đảo đến Thành phố Hồ Chí Minh là 230 cây số, Côn Đảo đến Vũng Tàu là 179 cây, nhưng mà nơi Côn Đảo tiếp giáp đất liền gần nhất đó là cửa sông Hậu theo hướng này là 83 cây số. Hòn đảo chính như hòn đảo lớn nhất này có tên gọi là Côn Lôn hay còn gọi được bởi nhiều tên gọi khác vào từng thời kỳ. Thời thuộc dân Pháp họ gọi là Côn Lôn Côn Đô, sang đến thời kỳ Minh bị đổi tên là tỉnh Côn Sơn. Mình tính theo đường chim bay chiều dài hòn đảo là khoảng 15 cây số, chỗ rộng nhất là 9 cây số và chỗ hẹp nhất là 1 cây số cho tình đường xe này. Trên hòn đảo chính có hai cái vùng đất tương đối là bằng phẳng, thứ nhất là thị trấn Côn Đảo, hai nữa là thung lũng và ống. Thị trấn Côn Đảo nằm trên một thung lũng hình bán nguyệt có độ cao trung bình so mặt nước biển là 3m, một mặt thì thông ra biển, ba mặt còn lại được bao vây bởi núi đồi. Thì chính cái nơi đây là nơi tập trung toàn bộ cái đời sống kinh tế chính trị người dân trên Côn Đảo. Các anh chị mình đi ngược từ hướng bắc khoảng 15 cây số đến một thung lũng cỏ ống. Tại đây có một sân bay do Mỹ bị xây dựng vào năm 1963, thì sau này là phóng sân bay được lâm cấp đang dừng chân tại trung tâm thị trấn Côn Đảo. Còn nếu mà quý khách đi đường thủy thì mình sẽ cập lại cảng Bến Đầm đây và cũng đi ngược lại đây 15 cây số. Cảng Bến Đầm nhà nước ta xây dựng vào năm 1995, đi hoạt động năm 2000. Nằm tiếp giáp hòn đảo chính là hòn Bà, bởi một khe nước rộng không quá 20m, mình còn là học đầm nhưng còn gọi là cửa tử. Khi mà thủy triều rút xuống thì mình có thể đi bộ sang bên đây được, nhưng mà khi thủy triều nó râm nước nó xoáy rất là miếng vợ của chú này. Ngoài hòn đảo chính thì ra hòn Bảy Khanh cho hòn đảo lớn thứ hai. Tại đây có ngọn hải đăng do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1883 với tầm hoạt động bán kính là 72 km. Kề bên cạnh đó hòn Cau, ba mặt hòn Cau là vách đá dựng đứng lên làm tổ của loài chim hiến, nhưng mà duy nhất một mặt hòn Cau là một cái thung lũng đất rất là tốt, thích hợp cho việc mà trồng cây trái ăn quả. Chính tại nơi đây vào năm 1930-31 thì đồng chí Phạm Văn Đồng đã từng ra lưới một thời gian, trong khi đó bác Lê Duẩn cũng bị ra lưới cha lớn một thời gian. Hiện nay thì anh chị biết là dân cư tập trung rất trên hòn đảo chính này, các hòn đảo nhỏ bên ngoài thì không có dân mà chỉ có nhân dân người quốc gia thôi. Và thưa với đoàn mình thì dân số hiện nay trên Côn Đảo khoảng 12.000 dân. Và huyện Côn Đảo huyện đặc biệt, nghĩa là chính quyền một cấp chỉ có cấp huyện và chia làm 10 khu dân cư tự quản thì không có xã phường cả. Hệ thống di tích nhà tù tập trung rất là đây. Các anh chị nhìn tổng thể trên hòn đảo chính là giống một gấu thôi chị nha, lưng quay hướng đất liền, chân hướng nước biển, đây là hai chân, còn đây là cái miệng. Còn cái vị trí này mình gọi là mũi cơm mập này. Đây là cái mang, hai cái mang, cái trên mũi cơm mập này. Tại vì cái vị trí gắn liền câu chuyện truyền thuyết vào năm 1783 khi mà chúa đánh chạy loạn quân Tây Sơn ra tập thuyền ở đây, thì vị trí đây rất nhiều cá mập và trên đảo rất nhiều rắn độc. Cho nên chúa đánh ngửa mặt lên trời và thốt được một câu rằng nếu mà trời coi ta là chân mệnh thiên tử, là con của trời, thì cho cá mập trên Côn Đảo không ăn thịt người và rắn độc Côn Đảo không cắn chết người. Và từ trước đến ngày nay chưa thấy người dân nào Côn Đảo bị rắn độc cắn. Có truyền thuyết về Côn Đảo vậy. À, nếu mà cái mùa thời tiết như thời tiết đẹp như ngày nay thì các anh chị mình có thể đi cano từ hòn đảo chính này đi sang hòn Bảy Khanh này, à, có thể leo hòn Hải Đăng này hoặc là ngắm san hô, đi rừng ngập mặn, à, sang hòn này, à, xem rùa đẻ trứng ở bên này. Có cái đảo thì thưa các bạn, mình trên Côn Đảo rất nhiều cây bàng cổ thụ hàng trăm năm rồi. Bởi vì dưới thời của dân Pháp thì ngày đó người tù họ lấy cái quả bàng ăn để có thêm chất vitamin cho cơ thể, cái lá bàng người tù chép thơ tặng cho nhau trong phòng giam. Và cái bút lon của cây bàng thì cũng ăn để chứa cái bệnh thiết bị bệnh nhân chân. Và ngày hôm nay khi đoàn mình đến Côn Đảo vẫn đặc sản đó là mứt hạt bàng. Người dân họ đi nhặt cỏ bàng phơi khô chặt cái nhân viên chắc là mứt bán trên Côn Đảo rất là nhiều. Và trên lá bàng thì nhìn thấy con số thì là số được cùng. Và ngày đó dưới gốc cây bàng thì cũng tạo những hòn thư bí mật của các giới chức này. Cây bàng là minh chứng sống của chủ trên Côn Đảo. Nên mời đoàn mình tiếp tục về trong con bên này. Bà thư mấy đoàn mình đến thực dân Pháp đánh chiếm quần đảo Côn Lôn vào ngày 28 tháng 11 năm 1861.
và những cái chuyến tàu đầu tiên mà chở những người tù ra Côn Đảo ngày đó là các sĩ phu yêu nước thuộc các phong trào như là Cần Vương, Văn Tân, Đông Kinh, Nghĩa Thục. Trong đó các cụ là Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Tạ Nguyên Cẩn. Ngày đó các cụ đấu tranh bằng hình thức là sáng tác thơ ca dựa yếu tố thiên nhiên Côn Đảo, sáng tác thơ ca. Chẳng hạn như cụ Phan Chu Trinh này sáng tác bài thơ Đập Đá Côn Đông ngay tại đây là Cổ Sai Đập Đá. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là suốt cuộc đời phục vụ cách mạng vì nước vì dân. Năm 1946 khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh xong phát đàm phán thì cụ được giữ viết chức được quyền Chủ tịch Chính phủ. Đây là cụ bút tích bài thơ Đập Đá, thì tí nữa mời đoàn mình trở lên tham quan cái di tích trại của Hải, nơi các cụ được tưởng đã là Cổ Sai Đập Đá. Rồi mời các anh chị mình vào bên trong. Nhưng cái đi với kính cường lực không sao, chị cứ đi là đây là những người tù ngày xưa nghe quý vị, là những người tù ngày xưa được minh họa lại. Trong đó thì có Chủ tịch Tô Đức Thắng, cố tổng bí thư Lê Hồng Phong, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, tổng. Đây là cái cây đó. Đồng chí Tô Đức Thắng thì thuộc bên Pháp bắt vào đài đã Côn Đảo 10 năm nhận. Là ảnh minh họa ngày xưa. Từ 1930 đến 1945 là đón đất liền. Cố tổng bí thư Lê Phong bị thuộc dân Pháp bắt hai lần. Lần thứ hai là sai không nghe là thấy gục chì vô đây mà đây rồi. Ông phải chịu trách nhiệm về thanh cần của Hồ Chí Minh. Mức án 5 năm tù đầy Côn Đảo. Dưới chế độ khắc nghiệt này của Côn Đảo, ông chúc hơi thở cuối cùng là đây là cây còng ngày xưa. Khi mà bắt thì ông phải chịu trách nhiệm của mình là nhờ đồng chí. Cho đến giờ phút cuối cùng thì Lê Phong vẫn tin tưởng vào thắng lợi kẻo ăn của mình. Hiện nay ông bộ tuổi thôi. Và ông được giới dọc lại vinh danh là tổng bí thư của đổi mới. Nghĩa là phần lớn các vị lãnh đạo đảng cao cấp nhà nước ta đều bị trải qua những ngày tháng năm tù nhận của Côn Đảo. Như là cụ Hùng thì đâu, đó là chết còn cởi áo trao nhau, bắt cơm với nhau. Ta từng sang Pháp, Mai Em Quật, Tô Trấn, Tô Hiệu đều bị thuộc dân Pháp bắt đầy được Côn Đảo. Người anh Tô Trấn thì được chi bộ nhà tù Côn Đảo tổ chức cho một dục rất tiếc ra hy sinh trên biển. Người em Tô Hiệu được đón và đất liền tiếp tục tham gia băng chiến và bị thuộc dân Pháp bắt tiếp đầy đến nhà tù Sơn La, đã hy sinh ở nhà tù Sơn La. Đây là chân dung của Trung tướng Nguyên Bình nhỉ? Đây là vị trung tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1948, khi Bác Hồ phong 11 vị tướng, đại tướng Võ Nguyên Giáp là quốc bậc cao nhất, Nguyễn Bình là trung tướng và chính trung tướng. Nhưng mà rất tiếc thì cuộc đời Nguyễn Bình hy sinh rất là trẻ, ông có 39 tuổi thôi. Và hiện nay ngôi mộ của mình nghỉ tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Ai đang từng đến trang ngôi mộ? Đây là những cái hình ảnh tù nhân ngày xưa, đó, được khổ với cả nhà. Đây là những tù nhân ngày xưa cái này. Rất là đục gần. Đó mà rất phát liệt. Và trong tất cả 113 năm dưới thời của bên Pháp và thời kỳ Ngụy thì thưa các anh chị trong đoàn mình trên Côn Đảo có 18 cơ sở đóng trại. Nghĩa là mỗi một sở là công việc người tù làm, chẳng hạn cơ sở chăn nuôi, sở cây lúa, sở trồng cây nhãn. Và trong 18 cơ sở đó là mỗi sai sở mò san hô là khắc nghiệt nhất anh chị. Chúng bắt người tù xuống với biển mò những cái tảng san hô lên nung thành vôi bột để trộn với đường bí mật để xây dựng tấm nhà tù. Tại sao khắc nghiệt? Các anh chí biết rằng ngày đó người tù đi ra đồng hồ sai là không có giày dép hoặc đi một chân không, nổi xuống với biển những con hào rất là sát và cứ rách chân người tù ra. Và lớp biển nó mặn là chân người tù rất là bốt, nhiều bác không dám đi ra đồng hồ sai bằng cách là tự hủy hoại cơ thể của mình hoặc là dùng dao chặt phần chân người ta trên những ngày hôm sau. Và trong các cái công trình của thời dân Pháp thì các anh chị biết là cái công trình xây dựng cầu tàu 94 sẽ rất nhiều cái tù. Các anh chị đi ngoài tàu biển thì có một cầu đá rất lớn, là cầu tàu. Đây cái cầu này là đã dẫn chết rất là nhiều người. Và thực dân Pháp chúng bắt người tù vác đá, những phiến đá rất lớn từ chân núi Chúa, các cầu tàu khoảng 3 cây số đều do người tù vác về. Nghĩa là người tù chết vì nhiều nguyên nhân, ăn uống đói khát, bị bọn trật tự hối thúc công việc này. Cứ một người tù chết, hai người tù chết cho đến con số 914 người tù chết trên đặt tên là cầu tàu lịch sử 914. Thì trong cái chương trình tham quan di tích của đoàn mình chiều nay đến có khoảng thời gian để em sẽ đưa đoàn mình đi tham quan cả các tàu đó. Giờ mà các chị mình sẽ đi ngược bên trên.
Thưa mấy đoàn, mình cái thời thực dân Pháp 92 năm thì người Pháp làm số đảo các anh chị nha. Nhưng mà bước sang đến thời kỳ lý vị trong vòng 21 năm thì người Việt mình làm số đảo. Trong này thì có 14 đời số đảo người Việt. Có hai người làm hai nhiệm kỳ, chẳng hạn số đảo Bạch Văn Bốn làm hai nhiệm kỳ. Hai là số đảo Nguyễn Văn Vệ cũng làm hai nhiệm kỳ. Và số đảo cuối cùng đó là Trung tá Lâm Hữu Phương thì vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975. Khi mà hai tin quân giải phóng của ta đến vào Sài Gòn, Lâm Hữu Phương đã tự tay lái cái xe jeep chở vợ con xuống chi khu bên đầm cách trung tâm khoảng 15 cây số, bỏ xe trên bờ và xuống tàu vận hương ra nước ngoài. Đây là chân dung một số đời lúc nào đó. Và trong các đời chú đảo thì thưa mấy con, mình thì chú đảo Tăng Tư từ xa vậy là người lập bia mộ cho chị Võ Thị Sáu. Ông Tăng Tư là ông ta là người Việt gốc Hoa ra con đảo năm 1960, nghĩa là ra con đảo lúc bây giờ thì nghe rất nhiều sự linh thiêng. Chị Võ Thị Sáu thì vợ chồng này đã âm thầm lập bàn thờ chị Sáu trong nhà, và cho đến năm 1964 thì từ chức là phụ tá tỉnh trưởng mới tăng lên là tỉnh trưởng chú đảo rồi. Thì ông này mới xin khỏe tạ ơn chị Võ Thị Sáu bằng cách là trùng tu ngôi mộ cho chị Sáu. Ông này đã sai vợ với tận Sài Gòn gia đình làm một tấm bia bằng đá cẩm thạch hiện nay dựng bên tay phải của chị Võ Thị Sáu. Và duy nhất 14 đời chú đảo người Việt thì gia đình ông này sau ngày được phóng ở lại Việt Nam sinh sống ở quận 3 trên Sài Gòn. Ông này mất năm 2014, còn bà vợ vào cùng thời điểm thì vẫn đang sinh sống ở đó. Và chân dung của Nguyễn Văn Vệ, đây là một trong chú đảo cách kín các con nhà tù quân đảo, được mệnh danh con hùng sáng hai lần là đã có thể. Đây là cái găng tay ngày xưa này cả nhà. Còn đây là cái cổng của nhà tù, cổng nhà tù ngày xưa ha. Đây là những cái cổng minh họa. Bây giờ Cường sẽ đến về bên trong để cho cả nhà xem đó là những cái vật ngày xưa đó cả nhà. Và đây là cái cảnh, đây là trại Phú Bình nè, đây là cái trại giam ngày xưa nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến về bên trong để người cho cả nhà xem nè. Phía bên trong này thì có rất nhiều cái kỷ vật ngày xưa ha cả nhà. Đây là cái kèn ha cả nhà. Đây là cái kèn tay ha cả nhà, thấy không? Đó là đồ cổ ngày xưa nè. Đây là súng nè cả nhà. Đó, đây là cái súng này. Còn đây là những cái cọng dây nịt mà nịt bụng rồi đó nha. Đó không? Đây là cái đuôi ủng, là đuôi ủng hồi xưa mà bằng da bò. Da tốt. Đây là cái mâm cơm mà ngày xưa này hết cả nhà. Đây rất là nhiều luôn. Đó. Này gần tài sắc rồi. Đó là YouTube hả? Đây là những cái vị tích ngày xưa nữa nè. Đó là
có dân thường sinh sống bên ngoài. Trên các cái cuộc vượt ngục của nhà tù Côn Đảo không phải họ vượt ngục từ trong trại giam ra, mà thường họ đi ra bên ngoài lao động khổ sai họ mới vượt ngục. Nghĩa là ra bên ngoài lao động khổ sai lợi dụng mùa gió chướng họ mới trốn đi trên rừng và đóng các cái bè thả cho đất liền. Nhưng mà cái tỷ lệ vượt ngục thành công trên Côn Đảo rất là thấp, khoảng 0.5% vượt ngục thành công. Và cái cuộc vượt ngục thành công là 0.5%. Vượt ngục 33 tiếng đồng hồ về tới đầm rơi Cà Mau. Khi về tới đầm rơi Cà Mau, người các bác đã đuối sức rồi, được sự giúp đỡ người dân địa phương sáng ra bác tỉnh Hạ Dương Thành và chụp với có hình ảnh là cảnh này. Và trong đó có bác Nguyễn Quốc Thể, bác là người số 8. Bác Thể thì bác đã từng tham gia cái chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu, bác giới thiệu câu chuyện của cuộc bác. Và bác Thể hiện nay bác đang sinh sống ở thành phố Tuy Hòa, huyện Bắc Sơn. Và chân dung một số các bác ở một à, thưa các bạn, mình thì cái tiếp thương tiện của người tù vượt ngục thì rất đơn giản với anh chị. Chỉ bằng cái thùng phi này hoặc bằng cái sợi dây rừng mà người tù có thể dùng thẳng tâm trong đất liền. Đây là cái cánh và chân dung của ba đồng chí này mình gọi là cuộc vượt ngục có 102 tại nhà tù Côn Đảo. Tại sao mình gọi là có 102 là ba bác này họ đã dớ ngoai ngói từ trong phòng trại giam vượt ngục ra ngoài, nhưng mà rất tiếc ra bên ngoài trong vòng 6 ngày bị bắt này. Trong đó có đồng chí Quy Đông Sài Gòn Lê Văn Việt đã bị tình nhằm vết thương của một đồng chí tra tấn bị nhiễm trùng đã hy sinh nhà tù Côn Đảo. Hiện nay ngôi mộ đồng chí đang nghỉ tại khu C của nghĩa trang Hải Dương. Còn hai bác này thì bị bắt lại và đến ngày giải phóng của triều dân. Hiện nay thì bác Lê Hữu Tư vẫn đang sinh sống ở trên Sài Gòn. Kết quả một mục đông nhất nhà tù Côn Đảo thưa với đoàn mình đó là cuộc mục đông nghỉ 1952. Đây là những cái mặt nạ độc ngày xưa nghe cả nhà. Súng là súng ba tỉnh. Đó, đây là những cái mặt nạ mình chống độc ha cả nhà. Cái này là cái gì mặt? Là những cái quần áo ngoài xưa nghe cả nhà. Alo, khỏe không anh? Ờ, cái tượng nó đắp mà. Chào các bác nhé, các bác ngồi đây nhé. Đây là những cái vật phẩm ngày xưa không á cả nhà. Là những cuốn sách ngày xưa này cả nhà. Đây là những cái muỗng và những cái vào dao ngày xưa ha, còn chảy đóng văn ngày xưa đến giờ vẫn. Đây là những cái đồ cổ này cả nhà, chén đũa này. Đây chắc là có bộ đàm rồi cả nhà. Oh.
anh hùng lực lượng vũ trang. Đây là những bức tượng những anh hùng ngày xưa cả nhà. Đây là Phan Trọng Bình, và được tạc tượng để lại lưu lại những cái đây là cái đồ người ta để bắt cá ngày xưa cả nhà. Đây là cái đèn dầu ngày xưa nhỏ này. Dạ, cái video cũng như tham quan cái khu xung quanh bảo tàng thì nãy giờ Cường cũng chia sẻ lại những hình ảnh đó, thì cũng xin tạm biệt cả nhà ha, thì mời cả nhà xem tiếp tục cái video những tiếp theo thì để xem những hình ảnh ở bên Côn Đảo có những gì và thay đổi những gì ha cả nhà. Xin chào cả nhà luôn nhé.